Kính chào quý vị nhà đầu tư. Vào đầu năm 2021 này, rất là nhiều các cái câu hỏi đã liên tiếp gửi đến AZFIN Việt Nam với các cái nội dung là gì? Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng thì ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán Việt Nam không? Rồi là gần đây có những cái thông tin về các ngân hàng cũng đã nâng cái lãi suất huy động một chút xíu vào cái đầu tháng 3 này. Thì như vậy nó sẽ tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán? Rồi là hết năm 2021 này, lãi suất có tăng mạnh hay không? Thị trường chứng khoán sẽ ra sao? Thì hôm nay tôi sẽ đại diện cho AZFIN Việt Nam trao đổi đến quý vị một cách tổng thể nhất về lãi suất và thị trường chứng khoán để quý vị và các bạn có thể ứng dụng nó vào trong những lần sau khi mà lãi suất có biến động. Thì nội dung chính gồm có 3 phần như sau. Đầu tiên là mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán như thế nào. Tiếp theo, năm 2021 liệu lãi suất có tăng mạnh hay không? Và những doanh nghiệp nào thiệt hại và hưởng lợi từ cái việc lãi suất tăng hay không? Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau vào từng phần một ạ. Đầu tiên chúng tôi cho rằng, khẳng định luôn, lãi suất là yếu tố tác động mạnh nhất đến thị trường chứng khoán. Vì sao lại vậy? Vì khi mà lãi suất tăng chẳng hạn, lãi suất tăng nhé, cùng với đó là lạm phát thông thường là đi cùng nhau, tăng hoặc cao là cái kẻ thù lớn nhất của thị trường chứng khoán. Do khi lãi suất cao thì gửi tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn, đầu tư trái phiếu có lãi suất cao hơn, từ đó cổ phiếu sẽ bị rút bớt một phần nguồn tiền chuyển sang tiết kiệm và trái phiếu với cái lãi suất cao hơn. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, khi lãi suất cao hơn ấy thì chi phí vốn của doanh nghiệp về cơ bản là cao hơn, bởi đa phần các doanh nghiệp hoạt động đều cần phải có nợ vay. Và khi lãi suất cao thì hiển nhiên cái chi phí tài chính của họ sẽ bị tăng lên, từ đó có thể làm cho nợ lợi nhuận kém đi khi các yếu tố khác không đổi. Và thứ ba, khi lãi suất cao ấy, lạm phát đi đồng hành với nó cao thì làm cho người ta có xu hướng tích trữ tài sản an toàn và đầu cơ hàng hóa nhiều hơn thay vì là đi tiêu dùng, từ đó rút bớt cái nguồn lực phát triển của nền kinh tế. Như chúng ta đã biết rằng, tiêu dùng chính là một cấu thành rất quan trọng trong GDP, trong việc tăng trưởng kinh tế, đúng không? Và nếu mà tiêu dùng bị suy giảm, họ dồn tiền hết vào đầu cơ hàng hóa, tích trữ hàng hóa, thì như vậy GDP của chúng ta nó sẽ không thể tăng mạnh được, thậm chí nó còn có chiều hướng suy giảm, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì cái việc tích trữ tài sản an toàn và đầu cơ hàng hóa, thay vì họ đầu tư vào xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh, thì từ đó sẽ khiến cho cái nền kinh tế thiếu đi cái động lực tăng trưởng. Bên cạnh đó, một cái yếu tố rất quan trọng, rất trực tiếp đối với thị trường chứng khoán, đó là khi lãi suất cao ấy thì rõ ràng lợi suất yêu cầu đối với cổ phiếu cũng cao hơn. Khi lợi suất yêu cầu đối với cổ phiếu cao hơn thì quý vị sẽ trả giá cho cổ phiếu thấp hơn. Tôi lấy ví dụ thế này, nếu lãi suất là 5%, đúng không ạ? Thì quý vị yêu cầu đầu tư cổ phiếu chỉ cần lãi 10% thôi chẳng hạn, thì khi đó một cổ phiếu mà trả được 1.000 cổ tức thì quý vị trả nó giá 10.000. Nhưng nếu lãi suất mà nó tăng lên không phải 5% mà tăng lên 7%, quý vị yêu cầu lợi suất lên đến 13% khi đầu tư cổ phiếu, thì khi đó ví dụ một cái cổ phiếu trả cổ tức 1.000 thì quý vị chỉ trả nó 7-8.000 thôi, thì tức là nó đã giảm giá mất mấy chục phần trăm so với kỳ lãi suất thấp rồi. Thì đấy là một cái yếu tố rất trực diện đối với thị trường chứng khoán. Và ngược lại, khi lãi suất thấp, lạm phát thấp thì nó sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng rất mạnh mẽ. Thì trên đây là tôi xét riêng cái yếu tố lãi suất đối với thị trường chứng khoán, chứ chưa xét trong cái mối quan hệ tổng hòa tất cả. Tất cả khi nó đứng một mình là như vậy. Tức là lãi suất có quan hệ nghịch biến với cái sự tăng trưởng, với định giá của thị trường chứng khoán. Thì minh chứng cụ thể ở trên đây, đây là biểu đồ
của S&P 500 là đường đỏ. Đường đỏ. Và cái đường đen là tỷ lệ lãi suất. Tỷ lệ lãi suất. Tỷ lệ lãi suất đấy ạ. Đó. Thì chúng ta thấy cái biểu đồ này nó minh họa từ năm 1880 cơ. Tức là nó có cả một cái chu trình rất dài. Lên đến hơn 100 năm. Đến năm 2010. Tức là 130 năm. Thì chúng ta có thể thấy rằng khi lãi suất tương đối thấp, điều chỉnh tương đối thấp thì thị trường chứng khoán đi lên. Ngược lại khi lãi suất có dấu hiệu đi lên thì thị trường chứng khoán đi xuống. Và khi lãi suất đi xuống rất mạnh thì thị trường chứng khoán cũng về cơ bản có xu hướng đi lên. Đi lên. Đúng không? Đi lên. Và tới đây khi mà lãi suất tăng rất mạnh chẳng hạn thì thị trường chứng khoán được đi xuống rất sâu. Và đến năm 1981 khi tạo đỉnh của cái lãi suất và nó giảm rất mạnh cái lãi suất thì thị trường chứng khoán lại đi lên rất mạnh mẽ. Đó, tức là đây là mối quan hệ ngược chiều. Nhưng nó không nhất thiết là phải ngay lập tức phản ánh mà nó có thể chậm trễ một chút. Đó, tuy vậy lãi suất và thị trường chứng khoán là hai yếu tố tác động nghịch biến. Nghịch biến, nó nghịch biến đến thị trường chứng khoán. Tiếp theo, vậy thì lãi suất 2021 ở Việt Nam liệu có tăng hay không? Liệu có tăng mạnh không? Một số anh chị lo ngại rằng cái lạm phát và lãi suất của năm này sẽ tăng rất mạnh. Trước tiên, chúng ta cần phải tìm hiểu cái nguồn gốc của vấn đề, bản chất của vấn đề. Đó là khi nào lãi suất tăng? Về cơ bản, lãi suất tức là cái giá của tiền, cái chi phí phải trả cho việc vay mượn tiền. Thì nó cũng giống như các mặt hàng khác. Nó được quyết định bởi vì yếu tố cung cầu. Tuy nhiên, nó cũng có những cái đặc thù khác. Thì đầu tiên, để mà lãi suất tăng thì nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, thông thường là do cung tiền lớn. Cung tiền quá lớn. Cung tiền thì người ta thường đo bằng rất nhiều các cái công cụ như là M1, M2, M3, v.v. Tuy vậy, để đơn giản hơn đối với quý vị, thì chúng tôi đưa ra một cái chỉ tiêu chúng ta có thể lấy nó cũng rất chính xác. Chứ nó không hoàn toàn là không chính xác. Nó rất chính xác, cũng rất chính xác. Tuy nó không thể toàn diện nhưng nó cũng rất chính xác. Đó chính là tăng trưởng tín dụng. Khi mà tăng trưởng tín dụng lớn ý, thì chúng ta hiểu là cung tiền ra bên ngoài rất nhiều. Rất nhiều. Ví dụ như là tăng tín dụng năm trước có 1 triệu tỷ, năm nay tăng lên 1 triệu 200 ngàn tỷ chẳng hạn. Thì tức là nó tăng 20%. Thì khi lượng tiền tăng lớn hơn đúng không ạ? Thì nó sẽ tạo ra cái gọi là lạm phát. Lạm phát. Chúng ta hãy tưởng tượng lạm phát như thế này. Nếu mà có 100 chiếc điện thoại iPhone chẳng hạn, mà tổng nền kinh tế chỉ có 100 chiếc điện thoại iPhone. Tương tự với đó là lượng cung tiền là 100 triệu đồng. Thì như vậy mỗi chiếc iPhone trị giá 1 triệu đồng. Năm sau cung tiền tăng lên 120 triệu đồng, tức là tổng tiền của nền kinh tế là 120 triệu đồng. Số lượng iPhone lúc đó tăng lên là 109 cái chẳng hạn. Thì giá mỗi cái iPhone nó khoảng 1 triệu 100 ngàn đồng. Khi đó thì người ta gọi là lạm phát là 10%. Chiếc iPhone vẫn thế mà giá nó tăng lên từ 1 triệu lên 1 triệu 1 thì gọi là lạm phát 10%. Còn nếu mà có 109 chiếc iPhone mà cung tiền cũng chỉ là 109 thôi, triệu thôi, thì lạm phát gần như là bằng không. Gần như là bằng không. Thì chúng ta hiểu một cách nôm na như vậy. Chính vì thế khi cung tiền mà quá lớn, GDP mà tăng trưởng thấp, thì từ đó nó sẽ tạo ra cái lạm phát rất cao. Vì vậy quý vị có thể nhìn thấy rằng, ví dụ như năm 2007 đây, cung tiền tăng rất khủng khiếp. 2009 đây, cung tiền cũng tăng đến 40%. Từ đó nó là cái hệ quả làm cho cái lạm phát tăng rất cao những năm sau đó. Những năm sau đó khiến cho cái lãi suất nó lên rất lớn. Ví dụ như năm 2012-2013, lãi suất ở Việt Nam có lúc mang tiền đi gửi được 19-20%. Rất khủng khiếp. Đó là hệ quả của việc tăng cung tiền quá nhiều, làm cho lạm phát tăng. Mà lạm phát tăng thì sẽ đẩy vào cái lãi suất phải tăng. Thì đấy là yếu tố đầu tiên là cung tiền lớn. Yếu tố thứ hai là cầu về tiền từ các chủ thể của nền kinh tế. Ví dụ như doanh nghiệp chẳng hạn, họ mở rộng sản xuất kinh doanh, họ cần rất nhiều tiền, họ đi vay. Khi đó cái cầu về tiền lớn, từ đó nó sẽ khiến cho
cái lãi suất cũng gia tăng. Chúng ta cứ hiểu rằng là nhiều người hơn đi vay để đi đầu tư sản xuất kinh doanh thì nó cũng làm cho tăng cái lãi suất của tiền, tăng cái lãi suất của tiền. Thì bây giờ từ những cái tôi giải thích thì ứng dụng vào, liệu lãi suất năm 2021 này có tăng mạnh hay không? Thì với quan điểm dựa trên những cái phân tích đó thì AZFIN đánh giá rằng lãi suất 2021 có khả năng tăng về cuối năm, nhưng chúng tôi khẳng định là sẽ tăng không cao. Nguyên nhân dựa vào hai cái phần trên này. Thứ nhất, về cung tiền là không lớn đã. Cung tiền năm 2019-20 đâu đó khoảng độ 12-13% là một mức cung tiền tương đối thấp trong lịch sử phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Wow, quý vị có thể thấy tăng thấp tương ứng với cái năm 2012 khi mà nhà nước siết chặt, rất chặt tín dụng. Nó thấp hơn những cái năm 2015, 2016, 2017, 2018. Đúng không ạ? Thì từ cái cung tiền nó không quá lớn như thế này, thế thành ra cái áp lực lên lạm phát nó cũng không phải quá mạnh. Không phải quá mạnh. Bên cạnh đó thì cái việc là cầu về sản phẩm cũng không phải quá lớn, thành ra lạm phát nó cũng không thể bị cầu kéo mà tăng mạnh được. Thì yếu tố đầu tiên, cung tiền không lớn, làm cho lạm phát sẽ tăng trưởng không mạnh. Từ đó sẽ khiến cho lãi suất sẽ khó có thể tăng mạnh được. Chúng tôi cho rằng lạm phát 2021 hoàn toàn có thể kiểm soát quanh mức 4%. Khi đó lãi suất chúng ta không thể tăng quá mạnh được. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là về cầu về tiền. Thì chúng tôi cho rằng 2021 sau khi hết Covid đi thì các doanh nghiệp ở Việt Nam về cơ bản họ cũng sẽ mở rộng kinh doanh về cơ bản là khá mạnh. Nó sẽ mạnh hơn 2020, mạnh hơn 2019. Từ đó sẽ làm cái yếu tố cầu về tiền nó tăng khá tốt. Khi cầu về tiền nó tăng khá tốt thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng lãi suất nó cũng sẽ tăng một ít. Đúng không ạ? Nhưng mà cầu nó không phải là quá khủng khiếp, quần quận mà cung không thể đáp ứng. Thì do đó chúng tôi cho rằng lạm phát nó cũng sẽ tăng một ít thôi. Lãi suất nó sẽ tăng một ít thôi chứ nó không phải tăng quá nhiều. Thì từ trên đây AZFIN cho rằng lãi suất 2021 khả năng rất cao là sẽ tăng. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng nó sẽ tăng ít, không đáng kể. Thậm chí chúng tôi cho rằng nó có thể tăng chỉ độ 1% hoặc dưới 1% so với cuối năm 2020 mà thôi. Mà khi nó tăng không mạnh như thế thì cái việc tác động đến thị trường chứng khoán về cơ bản nó cũng không phải là quá mạnh mẽ dưới góc độ yếu tố lãi suất. Tiếp theo, vậy thì cái lãi suất nó có thể tăng như thế 1% chẳng hạn thì ai thiệt hại, ai hưởng lợi từ việc lãi suất tăng này? Thì thông thường các doanh nghiệp được hưởng lợi là những doanh nghiệp có hoạt động đầu tư tiền nhiều, như là ví dụ như các công ty bảo hiểm, họ có luồng tiền rất lớn và họ vác đi mua trái phiếu, vác đi gửi tiết kiệm rất nhiều. Thì khi lãi suất tăng, về cơ bản những doanh nghiệp này sẽ được hưởng lợi từ cái lãi suất đó, khiến cho cái lợi nhuận từ đầu tư tài chính của doanh nghiệp trở nên tốt hơn. Bên cạnh đó là có các cái tập đoàn lớn rất uy tín, họ kinh doanh tài chính, tức là họ có thể vay tiền từ nước ngoài hoặc là từ những nơi có lãi suất rất thấp nhờ cái uy tín, cái tài sản đảm bảo của mình. Sau đó họ cầm đi, họ cho vay lại các ngân hàng và họ ăn chênh. Thì những cái công ty về cơ bản họ sẽ được hưởng lợi từ cái việc tăng lãi suất này. Tiếp theo, vậy thì những doanh nghiệp nào sẽ bị thiệt hại? Thì về cơ bản khi lãi suất tăng ấy, đa phần các doanh nghiệp được không được hưởng lợi mà bị thiệt hại cơ. Đa phần, bởi vì sao? Bởi vì đa phần các doanh nghiệp đều có nợ vay, đúng không ạ? Đó, rồi là các doanh nghiệp có nợ vay lớn nhất, đầu tư dài hạn nhiều thì sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi cái việc lãi suất tăng. Rồi là những cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu nhiều chẳng hạn thì sẽ bị ảnh hưởng bởi cái lãi suất tăng, do họ phải trả một cái chi phí cao hơn. Bởi vì thông thường các doanh nghiệp đi vay nợ bây giờ không ai ngân hàng họ để cho cái lãi suất cố định trong nhiều năm cả, hoặc đúng không? Rất ít khi họ cho vay với mức lãi suất cố định, mà họ thường cho vay với mức lãi suất thả lỏng, tức là lãi lên thì ông phải trả cho tôi tăng thêm. Đúng không ạ? Thì thường người ta hay lấy cái mức tham chiếu, đó là lãi suất của mấy ngân hàng hàng đầu Việt Nam, đúng không ạ? Rồi cộng thêm mấy phần trăm đó. Đấy là về cái việc ai thiệt hại, ai hưởng lợi. Tiếp theo, khi nào lãi suất tăng lại tốt không?
Câu trả lời là có. Thứ nhất, lãi suất tăng phải do cầu tín dụng cho sản xuất kinh doanh của nền kinh tế tăng, chứ không phải là lãi suất tăng do cung tiền tăng, mà là phải do cầu của tín dụng tăng cho cái việc sản xuất kinh doanh. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là lãi suất tăng phải đi kèm với việc tăng trưởng GDP tốt sau khoảng thời gian đó. Thì tức là lãi suất tăng này chẳng qua phục vụ cái việc sản xuất như ở trên nói, và nó có hiệu quả là GDP tăng. Và thứ ba, lãi suất tăng ở mức vừa phải, và tốt nhất với chúng tôi là lãi suất tiền gửi tốt nhất là nên thấp hơn GDP. Ví dụ như GDP của chúng ta tăng trưởng khoảng 7%, thì lãi suất tiền gửi thấp hơn 7% là rất là tốt. Hoặc là ở Mỹ chẳng hạn, đúng không? GDP tăng trưởng hơn 2% thì 2,5% thì lãi suất đâu đó khoảng 2% là đẹp. Tất nhiên đây chỉ là những cái con số tương đối, nó không có một cái lý thuyết nào nó chứng minh rõ ràng, nhưng đây là một cái sự quan sát của chúng tôi trong rất nhiều năm, và nó cũng cho thấy được những cái giá trị nhất định đó. Vậy thì kết luận ra về cái lãi suất này với thị trường chứng khoán, thì đầu tiên lãi suất là yếu tố tác động mạnh nhất đến thị trường chứng khoán và nhanh nhất đến thị trường chứng khoán, như tôi có giải thích ở trên. Đó là nó tăng lãi suất thì tăng luôn cái kỳ vọng lợi nhuận đầu tư chứng khoán, thì ngay lập tức giá trị chứng khoán nó sẽ điều chỉnh. Thứ hai, thông thường lãi suất giảm là tốt, và ngược lại lãi suất tăng là không tốt. Thứ ba, doanh nghiệp vay nợ nhiều thì sẽ bị thiệt hại nhiều, doanh nghiệp sống nhờ đầu tư trái phiếu tiền gửi thì sẽ được hưởng lợi từ cái việc lãi suất tăng này. Và thứ tư, khi xem xét lãi suất thì quý vị và các bạn đặc biệt phải quan tâm đến các cái yếu tố vĩ mô khác mới kết luận được chính xác là thị trường chứng khoán sẽ có xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Vì sao lại vậy? Ví dụ ngay trường hợp đầu năm 2021 này, lãi suất kỳ vọng sẽ tăng một ít, nhưng GDP cũng kỳ vọng với cái mức tăng trưởng trở lại rất mạnh mẽ. Thì khi đó cái yếu tố lãi suất nó có tiêu cực một chút nhỏ, nhưng cái yếu tố GDP tăng trưởng rất mạnh mẽ thì nó lại là cái yếu tố tốt thúc đẩy thị trường chứng khoán rất tốt. Thế thành ra khi chúng ta kết hợp các cái yếu tố ấy lại, cộng thêm với yếu tố tỷ giá USD rồi dự trữ ngoại hối vân vân, thì có thể thấy rằng thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu 2021 vẫn là một cái xu hướng gì đó nó tích cực nhiều hơn tiêu cực. Từ đó nó sẽ thúc đẩy việc cái động lực tăng giá nó sẽ tốt hơn so với cái việc thị trường chứng khoán có thể suy giảm. Và quý vị lưu ý lại là một lần nữa, chúng ta không xem xét một yếu tố bất kỳ nào và kết luận cả. Và quý vị hãy đưa các yếu tố ý vào, cả yếu tố gây tích cực lẫn yếu tố tiêu cực, từ đó đánh giá tổng thể thì cuối cùng chúng ta mới biết thị trường chứng khoán như vậy là sẽ vẫn tốt hay là xấu đi. Đó mới tạo ra được những cái giá trị cao. Chứ còn gần đây tôi nghe rất nhiều ở trên mạng các thanh phán, họ cho rằng lãi suất tăng thị trường chứng khoán chắc chắn chết ở thế này thế kia, mà họ bỏ đi các cái yếu tố khác về biến chuyển của nền kinh tế như GDP, đúng không? Như dự trữ ngoại hối và tỷ giá. Như vậy đã đưa ra kết luận là hoàn toàn chưa hợp lý và rất có thể phải trả giá rất lớn bởi những cái kết luận rất vội vàng và phiến diện. Nó như kiểu cái thầy bói xem voi ấy, chỉ sờ thấy tai con voi thì kết luận luôn con voi như cái quạt, sờ cái đuôi thì kết luận luôn là cái chổi, đúng không? Sờ cái chân thì biết thì kết luận luôn con voi như cái cột đỉnh. Đó là một sự sai lầm vô cùng đáng tiếc. Mà quý vị hãy lấy cái tai con voi, lấy cái vòi con voi, chân con voi, đuôi con voi và mọi thứ kết hợp, và cuối cùng mới ra cái hình hài con voi nó chính xác được, chứ không thể dựa vào một góc nhìn nào đó mà đã đưa ra kết luận như vậy là vội vàng và chính xác. Thì trên đây tôi đã trao đổi đến quý vị và các bạn về cái lãi suất và thị trường chứng khoán như thế nào. Thì quý vị và các bạn có những cái đóng góp chia sẻ hay có những cái trao đổi gì thì hãy comment cho chúng tôi để chúng tôi có thể đồng hành cùng quý vị một cách tốt hơn trong cái chặng đường đầu tư cổ phiếu hướng đến cái việc tự do tài chính nhờ cái thị trường này.
Xin chào quý vị, chúc quý vị và các bạn luôn thành công. Xin hẹn gặp lại.